những cái khó khăn cho câu lạc bộ Viettel trong trận đấu ngày hôm nay để giúp cho cuối đầu giữa Viettel và Phnom Penh thêm phần hấp dẫn hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Thống Nhất của Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi những diễn biến trong ngày một cuối đầu giữa câu lạc bộ Viettel và Phnom Penh Ground, và tất nhiên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau hiệp một các bạn.